mình đang hướng về Buôn Mê Thuột. Buổi trưa chạy nó hơi buồn ngủ chút, nhưng mà nói chung là cũng bình thường. Xíu nữa mình sẽ ghé Gia Nghĩa uống mía chập nghỉ chân cá rồi hả mới chạy tiếp. Đó, đi vậy thôi, an toàn. Như em thấy đó, cà phê thì có thể không đường, nhưng cuộc sống này thì không thể không có em. Yêu thương tựa như bão tố, chìm vào sâu cơn đau anh vẫy vùng. Anh đang cố với lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình. Cho tấm hình đi sang. Lâu lâu mới có đường góc rộng rộng chụp chứ. Tự nhiên nãy mưa hết hồn. Ừ, mưa đám mây, mưa có góc đó thôi. Ủa, perfect lên đây luôn cũng được nè. Ủa anh đi sang cái chụp hình không, đây chụp giùm cho. Ủa từ nãy em chưa bấm quay nữa. Đúng về anh thiệt. Bây giờ mình đang từ Buôn Mê Thuột đi ra Đà Lạt bằng con đường quốc lộ 26-27. Thì ngày hôm qua tới Buôn Mê Thuột hơi trễ, gặp trời mưa, với lại Google nó dẫn mình vào một con đường mình không có vẽ sẵn, lạ đường nên là chạy nó cũng hơi rén. Tới nơi lúc 8 giờ thì vẫn theo kế hoạch thôi, nhưng mà 8 giờ mà trời thời tiết đẹp đó, nó khác. Còn ngày hôm qua 8 giờ thời tiết nó hơi mưa gió, thật ra cũng không có nhiều thời gian đi tham quan lắm.
sáng nay thì đi ra được tượng đài chiến thắng, mình chụp check-in định tham quan bảo tàng Đắk Lắk nữa, nhưng mà đầu tuần đó, họ đóng cửa bảo tàng để họ dọn dẹp, dọn vệ sinh, không có vô được. Bảo tàng cà phê thì thấy nó hơi hình thức, cũng không có đẹp lắm mà giá vé cũng mắc nữa nên thôi. Giờ qua Đà Lạt, nửa ngày rồi sáng mai từ Đà Lạt mình sẽ chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Thì khoảng đường như thế này nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Chụp hình, mẹ chụp mấy tấm hình đi. Chụp mấy tấm hình. Tối thì không ngủ, sáng đi xe thì ngủ. Kỳ cục. Wow. Cái con đường nó nhìn đẹp quá ha. Đường đó, đó quá là đẹp luôn, nguyên khúc này. Rồi đi. Mèo không canh, mèo nháy ảnh mà mèo cứ ngủ hoài. Nhưng mà lúc mà về á, mình mới coi lại, mình mới thấy quý. Gì nhiều dữ vậy ta, không hiểu luôn. Ông đó ông quắt đi theo kìa. Có đi theo không? Mình đi thẳng mà đúng không? Đi thẳng. Vậy sao không quắt mình đi ra, không quắt quắt. Ê, lên đó chụp ống rồi đi. Xuống xuống xuống. Làm sao lên được đường đó? Làm sao mà bà lên được? Bà leo lên đây bà ngồi, tôi chụp cái bằng tấm hình.
Racing boy. Mà lại có nhiều cái đoàn hành hương ha. Họ có con bò kìa. Gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Đèo gì? Đèo Fan á. Giờ là đi đường... Ủa chứ không phải đường này, đường đi đèo Fan hả? Đèo Fan để đi hoảng á. Tại vì tụi kia nó chỉ hướng hoài không biết nữa, không biết không. Đi đèo Fan đi cho nó ấy, chứ cái này thấy xa quá. Đi đèo Fan lên sang ơi. Còn đèo này sao quá. Sao gì kỳ vậy? Có két là sao? Hả? Có két là làm sao? Nó cứ chạy nhanh mà thả đà cái con két con két. Nhúng bình thường hả? Mà có xì không? Ờ, lát nữa dừng chân coi kỹ hơn. Đi.